ơn sự hiện diện của tất cả mọi người đã đến trong ngày cưới lần hai của Phúc. Cưới lần hai nhưng mà chỉ có một người thôi nha, chứ không cưới người khác nha. Thật sự là đây là một cái thử thách rất là lớn cho Phúc. Trước tiên thôi nói về sự hiện diện của tất cả mọi người đi, bởi vì trong cái thời điểm này mọi người rất là tất bật, lo rất là nhiều việc, còn những cái việc khác nữa, nhưng mà tất cả mọi người đã dành một cái thời gian quý báu của mình để đến chung vui với Phúc trong buổi ra mắt bộ phim Chàng Phi Công của em lần này. Thực sự là chân thành cảm ơn những tình cảm yêu thương của tất cả quý vị phóng viên báo chí cũng như là những người thân yêu của Phúc đã đến trong buổi trưa ngày hôm nay. Phúc ơi, Duy Kim Cương thân mến, nói về cái chủ đề về chị em phi công máy bay thì không có mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ hết. Về cái gì mới ở trong phim này mà mọi người sẽ cùng ấn nút theo dõi qua từng tập ạ? Cái mới ở đây là Ưu Ngọc Phúc làm phi công là mới. Thực sự là web drama hoặc là phim điện ảnh nó là một cái dự án nằm trong cái mục tiêu đề ra của công ty truyền thông Ưu Ngọc Phúc là mỗi một năm Phúc phải hoàn thành ít nhất từ 1 đến 2 phim, trong đó hoặc là phim điện ảnh hoặc là phim web drama. Thì năm nay là một năm mà Phúc cảm thấy mình rất là sung sức và đã thực hiện được vượt cái mục tiêu của mình, đó là thực hiện được tới 2 phim lần. Đầu năm thì là phim Ông Trùm Bùi Viện, cuối năm thì lại ra phim Chàng Phi Công Của Em. Tại sao mà Phúc phải chọn một cái chủ đề Chàng Phi Công Của Em là bởi vì Phúc đã ra 3 phần của Ông Trùm Bùi Viện rồi. Tới phần 3 thì mọi người cũng đã hiểu hết về nhân vật Ông Trùm nó như thế nào, nhưng mà khi chuyển sang một cái đề tài khác thì Phúc muốn thử thách chính bản thân của mình. Mình sẽ hóa thân vào một cái nhân vật khác, hoàn toàn cái tính cách của nhân vật Ông Trùm Bùi Viện trước đây của mình, để mình xem coi mình có được đủ sức để thực hiện được cho dự án này hay không. Thì cũng rất là vui và rất là may mắn Phúc cũng đã hoàn tất được trọn vẹn bộ phim. Và tới thời điểm này thì là muốn để cho mọi người xem thử khi mà Phúc hóa thân vào một cái nhân vật khác, Chàng Phi Công này như thế nào. Thì hy vọng là mọi người sẽ yêu thương Phúc, đóng góp ý kiến thật nhiều để Phúc sẽ còn tiếp tục những cái dự án khác trên con đường sự nghiệp nghệ thuật của mình nữa. Dạ, 30 giây nữa thôi là tụi em hứa sẽ chiếu phim xem liền, nhưng mà tranh thủ ở chỗ này cũng xin dành một tràng pháo tay thật lớn cho chị Kim Cương được không ạ? Tại vì trong phim này á, anh Phúc hay là đạo diễn cực 1 thì nhân vật Thiên Kim, Kim Cương cực 10 lần. Tại vì vừa phải chăm con, vừa phải điều phối cái chuyện ở nhà, ba đứa nhỏ nó nheo nhóc. Ở trên phim trường thì có anh Phúc để lo nữa, phải là quản lý, rồi trợ lý, rồi chủ nhiệm hiện trường, là đủ thứ việc hết. Nhưng mà thật sự là có cực lắm không? Thật sự thì cũng không, cũng cực đó, nhưng mà Kim Cương vẫn có thể thu xếp được. Vì bên cạnh Kim Cương còn có những người trợ lý, những người bạn đồng hành Kim Cương đã hỗ trợ Kim Cương rất là nhiều. Thật sự thì trong quá trình là khi mà xin ông Phúc, xin ông xã tham gia cái vai xin ông xã tham gia cái vai này á, thì nhận kịch bản là thấy là cái vai này đúng là vai của mình rồi, nói là cho em tham gia lại đi. Tại vì người mẫu thì Kim Cương cũng từng là một siêu mẫu đình đám một thời, đúng không tất cả các anh chị? Cho nên là Kim Cương nói là cái này mà để cho em đóng đi, em có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái vai diễn này. Và chuẩn bị quay thì Kim Cương nói với ông xã là cho em thoát ra không phải là vợ của ông xã trong cái thời gian đó, và tập trung đọc kịch bản liên tục khoảng chừng 10 đến 15 ngày luôn, và mình sẽ tự quyển mình vào cái nhân vật đó. Cho nên là ra tới phim trường thì Kim Cương chỉ cần vài phân cảnh đầu tiên thôi thì Kim Cương đã nhập vai được cái vai diễn của mình. Dạ, rất là mình sẽ hạ hồi phân giải sau khi xem tập 1 à. Còn bây giờ như là Kim Cương. Dạ, anh Phúc. Hèn chi tôi thấy đóng với Bảo Anh tình tứ quá trời. Giờ tôi mới biết.
Chị cho em xin thoát vai chút xíu mà đã xin trước rồi. Thoát vai làm vợ anh mới tập trung làm diễn viên cho phim anh được. Và